Trong thế giới hào nhoáng của những màn trình diễn triệu view, nơi ánh đèn sân khấu luôn rực rỡ, một bóng đen đang dần hiện ra, che lấp đi hào quang của một ngôi sao đang lên. Ava Karit Tishan, cái tên tưởng chừng như gắn liền với thành công của MrBeast, nay lại đang bị đẩy vào dòng xoáy của tranh cãi và chỉ trích. Từ những tác phẩm nghệ thuật gây tranh cãi, đến những cuộc trò chuyện được cho là không phù hợp với trẻ vị thành niên, Karit, người bạn đồng hành 12 năm của Jimmy Donaldson, MrBeast, đang phải đối mặt với làn sóng phẫn nộ từ cộng đồng mạng. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, từ một thành viên cốt cán được yêu mến, Karit trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, nhưng theo một cách không ai mong muốn. Liệu đây có phải là sự kết thúc cho một tình bạn lâu năm? Hay đây mới chỉ là khởi đầu cho một chuỗi những scandal động trời làm rung chuyển cả đế chế MrBeast? Và trước khi đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi này, như thường lệ, các bạn hãy để lại một like, một subscribe để ủng hộ Văn Tùng Discovery nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem xét kỹ hơn những cáo buộc và bằng chứng được đưa ra chống lại Karit Tishan trong vài ngày qua, bắt đầu từ thời điểm khởi nguồn của mọi chuyện. Những tranh cãi hiện tại bắt đầu nổi lên khi một YouTuber nhỏ có tên Adcross đăng tải một video vào ngày 16 tháng 7 với tiêu đề "Video này sẽ khiến bạn ghét Karit Tishan". Trong video này, Adcross đã nói về mối liên hệ của Karit với Shedman, một nghệ sĩ gây tranh cãi. Và chỉ riêng điều này là một dấu hiệu đáng báo động lớn. Đối với những ai chưa biết thì Shedman là một trong những nghệ sĩ tai tiếng nhất trên Internet. Anh ta chủ yếu vẽ các tác phẩm nghệ thuật NSFW, mô tả các nhân vật loli. Một nguyên mẫu được định nghĩa là một nhân vật nữ trẻ hoặc trông trẻ trong anime hoặc manga Nhật Bản. Thậm chí có lần anh ta còn đăng tải một nội dung nhạy cảm về chính mẹ ruột của mình. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều đáng lo ngại nhất mà anh ta đã làm. Vào năm 2016, anh ta thậm chí còn tạo ra những bức vẽ rất kích thích về một cô bé 7 tuổi. Nói một cách đơn giản, Shedman là một trong những kẻ suy đồi nhất trên Internet. Và Karit rõ ràng là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của anh ta. Cô thường xuyên trả lời các bài đăng trên X của Shedman. Chẳng hạn như khi anh ta đăng một bức ảnh về một nhân vật anime, Karit đã trả lời bằng câu "Làm ơn đi Seth, làm ơn đi", ám chỉ rằng cô muốn Shedman vẽ tác phẩm NSFW về nhân vật này. Thậm chí có lần Karit còn vô tình mở trang web của Shedman khi đang phát trực tiếp cho khán giả, mà thật sự lo ngại khi trong đó chủ yếu là trẻ em. Điều khiến sự yêu thích của Karit đối với các tác phẩm nghệ thuật không bình thường của Shedman trở nên rõ ràng hơn nữa, khi cô thậm chí còn mua một trong những bức vẽ của anh ta. Karit thậm chí còn tự hào nhắc đến việc cô treo bức vẽ Shedman này trong phòng của mình. Do quả thật, chúng ta có thể thấy một bản in của bức vẽ đó được treo trên tường trong video MrBeast có tựa đề "Tipping Pizza Delivery Guy, $10,000, có nghĩa là tiếp cho người giao bánh pizza $10,000 Mỹ. Thậm chí chúng ta còn thấy MrBeast đã chú ý đến bức tranh trong video. Tuy nhiên, MrBeast gần đây đã chỉnh sửa và xóa toàn bộ phần này khỏi video của mình sau khi tranh cãi nổ ra. Và đây mới chỉ là bề nổi của câu chuyện đen tối về Ava Karit Tishan. Còn nhiều điều kinh hoàng hơn nữa đang chờ được phơi bày. Cùng với những ảnh chụp màn hình về các tương tác của cô với Shedman, một số dòng trạng thái ngắn đáng lo ngại khác từ Karit cũng xuất hiện. Ví dụ như một tweet từ năm 2016 viết rằng: "Không gì khiến tôi hưng phấn hơn một số". Và một tweet khác từ năm 2017 nói rằng: "Trông ổn đấy đối với một đứa trẻ 4 tuổi". Khi những tweet này xuất hiện, một số người cho rằng Karit không nghiêm túc và đó chỉ là những trò đùa quá lố. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên, lập luận này nhanh chóng mất đi sức mạnh khi chúng ta xem xét thực tế rằng Karit thực sự đã trả tiền cho những tác phẩm nghệ thuật rõ ràng mô tả các nhân vật trẻ em và treo chúng trong phòng khách của mình. Quan trọng hơn, ngay cả khi chúng ta thừa nhận những tweet này chỉ là trò đùa quá trớn, thì việc đùa cợt về việc thích những hình ảnh mô tả trẻ vị thành niên rõ ràng là cực kỳ đáng sợ. Đó chính xác là điều mà video của Adross đã chỉ ra. Vậy tại sao mọi người lại hành động như thể Karit là một tên tội phạm vì đã tương tác với các tweet về các nhân vật hoạt hình loli những năm trước? Đúng, nó kỳ lạ, nhưng nó không phải là hành vi phạm tội. Tuy nhiên, trước khi Karit có thể biện minh để né tránh tranh cãi, thì những gì diễn ra tiếp theo đã giáng đòn chí mạng vào danh tiếng của cô. Bởi vì sau những cáo buộc này,
cộng đồng mạng đã phát hiện ra một video mà YouTuber Grimms42 đăng vào ngày 14 tháng 6 với tiêu đề Karis Tuisan đã nói chuyện hư hỏng với một đứa trẻ 13 tuổi. Và đây là lúc danh tiếng đang giảm sút của Ava Karis Tuisan vượt qua giới hạn không thể cứu vãn. Theo bằng chứng được đưa ra, Karis đã có những cuộc trò chuyện không phù hợp với một cậu bé được biết đến trên mạng với cái tên Lava. Có rất nhiều ảnh chụp màn hình về những tin nhắn kỳ lạ của Karis gửi cho Lava. Chẳng hạn như gửi cho cậu bé một bức hình chụp dội với dòng chữ đang đến Mỹ, gọi cậu bé là bố, và thậm chí còn đăng tweet nói những câu như yêu em với một người mà cô biết mới 14 tuổi vào thời điểm đó, trong khi bản thân Karis khoảng 22 tuổi. Một lần nữa thật kỳ lạ, nhưng không tệ bằng tweet tiếp theo của cô. Trong đó có đoạn em đã đăng một số ảnh nóng cho anh rồi đấy, đừng chia sẻ nhé. Nói cách khác, Karis ở đây thừa nhận đã gửi những hình ảnh nhạy cảm của mình cho một người mà cô biết là chưa đủ tuổi. Những cuộc trò chuyện đáng lo ngại này kết hợp với sở thích của Karis đối với nghệ thuật của Shedman và những tweet đáng sợ trước đây đã khiến hầu hết mọi người đi đến một kết luận tương tự. Đó là Karis là một kẻ có những hành vi không đúng đắn với trẻ. Một phản hồi về những cáo buộc này trên Twitter chỉ đơn giản là không ngạc nhiên, kèm theo ảnh chụp màn hình một trong những tweet của Karis liên quan đến Loli. Điều này đã làm dấy lên sự phẫn nộ hoàn toàn trong cộng đồng mạng, đến mức tên của Karis và MrBeast bắt đầu trở thành xu hướng trên Twitter, và kể từ đó đã nhận được hơn 250.000 tweet. Trong khoảng thời gian này, Karis cũng đã xóa sạch tài khoản Twitter của mình, một hành động mà nhiều người coi là cách để che giấu thêm nhiều bằng chứng bất lợi khác. Tuy nhiên, trong khi mọi người đang bận rộn chỉ trích Karis, thì nạn nhân Lava đã đưa ra một tuyên bố gây sốc khiến mọi người ngạc nhiên. Vào ngày 22 tháng 7, Lava đã đề cập đến vô số video mà các YouTuber đang đăng tải về chủ đề này và nói rằng những video này là những lời dối trá lớn và bóp méo sự thật. Ava chưa bao giờ làm gì sai và chỉ đưa ra một vài trò đùa quá trớn. Tôi chưa bao giờ bị lợi dụng hay bị lừa gạt. Sau đó cậu ấy yêu cầu người xem lan truyền lời nói của mình và yêu cầu các YouTuber này ngừng lan truyền những lời dối trá. Cậu ấy cũng đăng một câu trả lời cho tweet này, khẳng định lại tuyên bố ban đầu của mình. Tôi không phải là nạn nhân và tôi không rút lại bất kỳ tuyên bố nào tôi đã đưa ra. Mọi thứ tôi đã nói là sự thật, không có gì xấu xảy ra giữa tôi và Karis. Mọi người đang tạo ra những lời dối trá xung quanh tên của tôi. Đây là một cú sốc khá lớn vì không ai ngờ rằng Lava sẽ ra mặt bảo vệ Karis thay vì vạch trần thêm những hành vi đồi bại của cô. Tuyên bố này cũng tạo ra một tình thế tiến thoái lưỡng nan về mặt đạo đức cho những người muốn Karis phải trả giá cho những gì cô đã làm với Lava. Nhưng nếu chính Lava không coi mình là nạn nhân, thì những người lạ trên Internet có quyền gì để nói khác đi? Tuy nhiên, vẫn có một bình luận về mặt đạo đức của Karis. Trong đó có đoạn, bạn là một đứa trẻ và anh ta là một người đã trưởng thành. Nhắn tin riêng tư cho bạn và có những hành vi rất không phù hợp với bạn. Có thể bạn không coi mình là nạn nhân, nhưng trong một xã hội mà trẻ em cần được bảo vệ, những điều đó không được phép xảy ra với bạn. Và anh ta, với tư cách là một người trưởng thành, đáng lẽ phải nhận ra tuổi của bạn và không nên có bất kỳ hành vi nào như vậy. Anh ta chẳng có điểm chung nào với một đứa trẻ khi anh ta sắp 30 tuổi. Thật là kỳ quặc. Nạn nhân thứ hai lên tiếng được biết đến với cái tên Nathan VK. Đây là một video trong một tweet nói rằng Ava Karis Tuisan từ MrBeast đã săn mồi khi tôi 15 tuổi, với những tuyên bố cực kỳ đáng lo ngại nếu chúng là sự thật. Trong video này, Nathan cũng đưa ra lời buộc tội rất nghiêm trọng đối với Lava. Tôi thực sự là bạn với Lava vào thời điểm đó, nạn nhân chính của Karis mà mọi người đã nói đến trong vài ngày qua. Anh ấy khẳng định anh ấy không phải là nạn nhân, nhưng tất cả chúng tôi đều biết những gì đã xảy ra với anh ấy. Vì vậy, theo Nathan, lý do Lava từ chối thừa nhận hành vi chảy chuốt của Karis là vì anh ấy đã được ai đó trả tiền. Tuy nhiên, đây chỉ là lời nói của anh ấy chống lại Lava, vì không có bằng chứng nào chứng minh cho lập luận của cả hai bên. Tình hình lúc này đã trở nên vô cùng khó khăn đối với Karis, và cô gần như không thể làm gì hay nói gì để cứu vãn danh tiếng đang tuột dốc của mình. Và cũng chính lúc này, một người đàn ông đã xuất hiện
với một tuyên bố có thể gây ra thảm họa cho Mr. Beast. Jack the Viking, người từng là thành viên cốt cán của đội Mr. Beast, đã đưa ra thông tin gây sốc này. Tuyên bố rằng Mr. Beast biết tất cả và ám chỉ những cáo buộc chống lại Caris. Nếu điều này là sự thật, nó có nghĩa là Mr. Beast không chỉ che giấu hành động xấu xa của bản thân, mà còn cho phép cô ấy tiếp tục làm việc trên kênh Mr. Beast, nơi cô ấy có thể tiếp cận tất cả người hâm mộ, nhiều người trong số họ là trẻ vị thành niên. Trong khi đó, một cựu nhân viên khác của Mr. Beast cũng đã đăng một video nói rằng Mr. Beast biết về hành vi của Caris. Anh ta cũng tuyên bố rằng mọi thứ đã xuất hiện đến thời điểm này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Tên tôi là Dawson. Tôi đã làm việc tại Mr. Beast từ tháng 2 đến tháng 5 năm nay, 2024. Caris là phần nổi của tảng băng chìm. Và khi Chad the Whitkin nói, Mr. Beast biết. Dân, Mr. Beast biết. Tôi đã nghe nhiều lần rằng Ava Caris Tishan là một mối nguy hiểm lớn. Nhưng họ không thể loại bỏ cô ấy vì cô ấy đã đe dọa sự kiện tụng. Và cô ấy biết quá nhiều. Và khi tất cả thông tin này được đưa ra, nếu bạn có thể lấy lại tiền của mình, hãy lấy lại tiền của mình. Tuy nhiên, bất chấp tất cả những giả thuyết và suy đoán này, cả Caris và Mr. Beast đều hoàn toàn im lặng, cho đến khi Caris đưa ra một tuyên bố khiến mọi người ngạc nhiên. Vào ngày 24 tháng 7, Caris đã đăng tuyên bố của mình trên Twitter, hoàn toàn rút lui khỏi bất kỳ cuộc chiến nào. Tôi muốn xin lỗi vì bất kỳ hành vi hoặc bình luận nào trong quá khứ của tôi, nếu nó làm tổn thương hoặc xúc phạm bất kỳ ai. Tôi không hề cố ý. Nhìn thấy những sự kiện gần đây, chúng tôi đã cùng nhau quyết định rằng tốt nhất là tôi nên vĩnh viễn rời khỏi tất cả những thứ liên quan đến Mr. Beast và mạng xã hội để tập trung vào gia đình và sức khỏe tinh thần của mình. Tuy nhiên, dù đã xin lỗi, cô vẫn khăng khăng rằng mình không phải là kẻ lừa đảo. Tôi muốn nói thêm rằng tôi chưa bao giờ lừa đảo ai. Người được nhắc đến trong những cáo buộc này là Lava, đã lên tiếng ủng hộ rằng chúng sai sự thật và cho rằng hành động của tôi không hơn gì những trò đùa quá trớn. Việc gặp hai yếu tố này lại với nhau để tạo ra một câu chuyện rằng hành vi của tôi vượt ra ngoài những trò đùa quá trớn là kinh tởm và không hề xảy ra. Trong những năm qua, tôi đã học được rằng sự hài hước cũ của tôi là không thể chấp nhận được. Tôi không thể thay đổi con người tôi đã từng, nhưng tôi đã tiếp tục làm việc với chính mình. Và như dự đoán, hầu hết mọi người đều không đón nhận lời xin lỗi không thành thật này. Và Caris cũng không đăng thêm bất kỳ tuyên bố nào sau đó. Và bây giờ đến lượt Mr. Beast làm rõ lập trường của mình. Nhưng ngược lại, phản ứng của anh ấy chính xác là những gì hầu hết người hâm mộ mong đợi. Một ngày sau khi phản hồi của Caris được đưa ra, Mr. Beast đã đăng tuyên bố của riêng mình về vấn đề này, nói rằng trong vài ngày qua, tôi đã biết về những cáo buộc nghiêm trọng về hành vi của Ava Caris Tishan trên mạng. Và tôi cảm thấy ghê tởm và phản đối những hành động không thể chấp nhận như vậy. Trong thời gian đó, tôi đã tập trung vào việc thuê một bên thứ ba độc lập để tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng để đảm bảo tôi có tất cả các bằng chứng chính xác nhất. Tuy nhiên, tôi đã thấy đủ trên mạng và đã hành động ngay lập tức để loại bỏ Eva khỏi công ty, kênh của tôi và bất kỳ mối liên hệ nào với Mr. Beast. Tôi không dung thứ hoặc ủng hộ bất kỳ hành động không phù hợp nào. Tôi sẽ cho các nhà điều tra độc lập thời gian cần thiết để tiến hành một cuộc điều tra toàn diện và sẽ không có bất kỳ hành động nào khác dựa trên kết quả điều tra của họ. Với tuyên bố này của Mr. Beast, có vẻ vẫn còn rất nhiều điều có thể xảy ra xoay quanh câu chuyện này. Và nếu bạn có bình luận hay có thêm thông tin gì về vụ việc này, hãy để lại ý kiến bên dưới để cùng thảo luận nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên ấn like, subscribe và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của Văn Tùng Discovery. Cảm ơn các bạn rất nhiều.